Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện thăng tiến thần tốc, cực kỳ thần tốc của Võ Văn Hưng. Ông Võ Văn Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tháng 2 năm 2015, ông Võ Văn Hưng được điều về chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị. Nhưng sau chưa đầy 4 tháng, vào tháng 6 năm 2015, ông Hưng được đề bạt bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị. Tiếp đó, mới được hơn 3 năm, chiều ngày 17 tháng 7 năm 2019, tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định phân công công tác cho ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, đến công tác tại cơ quan thành ủy Đông Hà. Chỉ định ông Hưng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, chỉ định làm thành ủy viên, giữ chức Bí thư thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2019. Làm Bí thư thành ủy thành phố Đông Hà được 3 tháng, ông Hưng được đưa vào bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ngày 10 tháng 12 năm 2019, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Võ Văn Hưng, tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy thành phố Đông Hà vào Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị được bổ nhiệm làm Bí thư thành ủy Đông Hà, thành phố tỉnh lỵ Quảng Trị. Bà Hồ Thị Thu Hằng, nguyên Bí thư thành ủy Đông Hà nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị. Chiều ngày 17 tháng 7, tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định phân công điều động ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị đến công tác tại cơ quan thành ủy Đông Hà. Chỉ định ông Võ Văn Hưng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ thành ủy, giữ chức Bí thư thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2019. Ông Võ Văn Hưng sinh năm 1972, quê ở Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là tiến sĩ lâm nghiệp, trình độ cao cấp chính trị. Ông Hưng từng đảm trách các chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị. Điều đáng kinh ngạc, ông Hưng không nằm trong diện đặc biệt nào, nhưng vào thường vụ tỉnh ủy ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau ông Hưng được đưa ra lấy phiếu chức danh Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sự bổ nhiệm thần tốc, chóng vánh và ưu ái riêng dành cho ông Võ Văn Hưng đó là một câu hỏi lớn, gây nhiều hoang mang, mất nhiều lòng tin trong quần chúng nhân dân, một dấu hiệu cho thấy bổ nhiệm là thần tốc. Trong suốt một thời gian làm việc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Võ Văn Hưng còn để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, thế nhưng vẫn được nhận được nhiều thành tích thi đua khen thưởng. Cụ thể, trong thời gian làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị là cơ quan thường trực đền bù sự cố môi trường biển, đã để xảy ra gian dối đền bù sai đối tượng. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đề nghị xử lý kỷ luật Phó Giám đốc Sở, cán bộ. Tuy nhiên, Giám đốc Sở và là trưởng ban chỉ đạo nhưng không nhận khuyết điểm và vẫn nhận đảng viên xuất sắc nhiệm vụ. Trong lúc đó, Đảng bộ cơ sở chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Tại quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt phương án xây dựng công trình trụ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở cũ, thì trong đó không có tên trụ sở chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật. Do vậy, năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt cấp 4.560 tỷ đồng để nâng cấp, đầu tư sửa chữa, mở rộng trụ sở, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, công trình đang sửa chữa dở dang thì được phê duyệt quyết toán 2.288 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có tờ trình xin di chuyển đơn vị này về trụ sở mới, bán đấu giá luôn trụ sở này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đồng ý bán trụ sở này, thu được 14,52 tỷ đồng. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép bán trụ sở ngày 19 tháng 1 năm 2017, Thanh tra Chính phủ khẳng định việc bán trụ sở chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật là trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ khẳng định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị là ông Nguyễn Đức Chính, nhiệm kỳ 2016-2021. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng,
Sở Tài chính ông Nguyễn Duy Tân. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng giao trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiến hành làm rõ trách nhiệm xử lý các tập thể cá nhân trong vụ này. Theo như phản ảnh của người dân thành phố Đông Hà, đã từ rất lâu họ thường xuyên thấy chiếc xe biển xanh mang biển kiểm soát 47-74A00145 dừng trước cổng nhà số 01 đường Lê Hành, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà để đưa đón ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy thành phố tỉnh Quảng Trị. Để chứng minh đó là sự thật, nhiều người dân đã gửi những hình ảnh cho phóng viên chúng tôi chứng minh việc ông Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà sử dụng xe công là trái quy định. Thế nhưng tài xế vẫn đậu xe trước cửa nhà ông Hưng thường xuyên và thời gian chờ đợi rất lâu. Trước mặt nhiều người dân sống chung quanh và đi đường ngoảnh lại không thấy phản cảm và như là điều bình thường. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về quy định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2019, có quy định chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm chỉ thị số 05/CT-TVK của Bộ Chính trị khóa 12 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách tư tưởng của Hồ Chí Minh. Theo ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong tình hình đất nước hiện nay, từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cần phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất như văn phòng phẩm, điện nước, xe cộ, đi máy bay, đi công tác, các cơ sở. Việc ông Hưng được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy đó không chỉ là niềm vui mà là cực kỳ hy vọng của người dân thành phố Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung. Thế nhưng những gì mà ông Hưng đang thể hiện đã khiến cho người ta hoang mang, bức xúc và thất vọng. Từ những nội dung trên, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đà Nẵng xem xét kiểm điểm những vấn đề liên quan đến ông Võ Văn Hưng. Quảng Trị được cho là một tỉnh nghèo nhất ở miền Trung, thế nhưng mấy năm trở lại đây đã có bước phát triển đáng kể về kinh tế và xã hội nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng. Trong những năm qua, số dự án nguồn vốn và lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng lên đáng kể. Chính vì vậy, sự đua tranh về lợi ích nhóm, phe phái chính trị ở tỉnh này ngày một khốc liệt. Các doanh nghiệp sân sau của các quan chức được mọc ra như nấm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành An là một đơn vị điển hình về phát triển kinh tế, thâu tóm hàng chục gói thầu dự án trọng điểm có giá trị. Có được thành quả như vậy thì người dân không thể không khó để nhận ra Thành An là ai. Đó chính là một doanh nghiệp sân sau của đương kim bí thư tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng. Không thua chị kém em, Nguyễn Văn Hùng cũng được hiện diện mọc lên. Hoàng Nguyên không ai khác là em ruột của đương kim chủ tịch Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính. Những doanh nghiệp này đã thâu tóm hết những doanh nghiệp lìu tìu nhỏ bé ở Quảng Trị như công ty lâm nghiệp Đường Chín, công ty lâm nghiệp Bến Hải. Thêm vào đó là một công ty chế biến gỗ và phát triển rừng đóng trên địa bàn làng Thanh niên Lập nghiệp, huyện Vĩnh Linh. Ông chủ của công ty chế biến gỗ và phát triển rừng là Võ Văn Phương, anh con bác ruột của Võ Văn Hưng, đương kim bí thư Thành ủy thành phố Đông Hà. Tất cả bộ ba này là một mắt xích quan trọng trong việc thâu tóm dự án ở Quảng Trị, là những đầu mối chuyển giao tiền bạc để Võ Văn Hưng có một cơ hội cho Hùng bí thư nâng đỡ một cách đầy trong sáng và cực thần tốc. Sau bao nhiêu năm được bí thư Hùng nâng đỡ, chuyện rằm ba tết mọn, quà cáp, trà tửu nó diễn ra như cơm bữa. Thế nhưng tại sao hiện nay ở Vĩnh Linh nói riêng, Quảng Trị nói chung đang ồn ào vụ Võ Văn Hưng lại quả cho ông Hùng bí thư 3 triệu đô la trước Tết Nguyên đán vừa qua? Theo nguồn tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, sau khi bổ nhiệm thần tốc, ông Hùng kinh qua nhiều chức vụ trong thời gian chưa đầy 4 năm. Hơn nữa, ông Hưng chỉ mới làm bí thư Thành ủy thành phố Đông Hà từ tháng 7 năm 2019, đến nay mới chưa đầy nửa năm công tác thì làm sao biết được năng lực xuất sắc. Còn với tiêu chuẩn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì ông Võ Văn Hưng mới được công bố là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vào tháng 7
vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, thì ngay ngày hôm sau, ngày 8 tháng 1 năm 2020 đã tiến hành lấy phiếu cho chức danh Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Hưng chưa họp một phiên thường vụ nào cả. Dư luận đang cho rằng ông Hưng lấy 3 triệu đô la để cảm ơn ông Bí thư Hùng, lấy ở đâu ra? Ông Võ Văn Hưng từng giữ chức Phó Chủ tịch huyện Cam Lộ năm 2015, sau đó được cân nhắc lên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, rồi chóng vánh bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Sở. Trong suốt thời gian 3 năm làm Giám đốc Sở, ông Hưng đã bán hàng trăm hecta rừng đặc dụng ở Triệu Phong, rừng cấm ở Vĩnh Linh, đại dự án làng thanh niên lập nghiệp nơi mà tôi đã từng đặt chân tới để điều tra vụ việc này. Ngoài việc ông Hưng cho bán hàng trăm hecta rừng tự nhiên thì Sở Nông nghiệp còn là cơ quan thường trực đền bù sự cố môi trường biển miền Trung năm 2016. Và để xảy ra gian dối đền bù sai đối tượng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vụ việc này đã được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị xử lý kỷ luật Phó Giám đốc Sở, cán bộ. Tuy nhiên ông Hưng Giám đốc Sở là trưởng ban chỉ đạo nhưng không nhận khuyết điểm mà vẫn nhận là đảng viên xuất sắc nhiệm vụ. Trong lúc đó đảng bộ chờ chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Thêm vào đó trong suốt 3 năm ông Hưng làm giám đốc, Sở Nông nghiệp đã được bầu được đầu tư hàng chục dự án trọng điểm kè biển, kè đê sông và các dự án thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt là có những dự án kè biển chưa kịp đưa vào sử dụng thì đã phải tu bổ sửa chữa. Không chỉ những nguồn thu trên để cho ông Võ Văn Hưng có tiền bẩn thông qua công ty chế biến gỗ và phát triển rừng của Võ Văn Phương, anh con bác ruột đang làm chủ. Đặc biệt, phủ của ông Võ Văn Phương khá bề thế, to nhất, đẹp nhất ngay đầu đường Hồ Chí Minh, lối vào làng thanh niên lập nghiệp huyện Vĩnh Linh rộng tới cả chục hecta. Đó là chưa tính đến việc ông Hưng cùng với ông Chính, chủ tịch tỉnh, bán tẩu tán tài sản của nhà nước, các trụ sở văn phòng cơ quan cũ trực thuộc Sở Nông nghiệp. Vụ việc này đã được Thanh tra Chính phủ vào cuộc yêu cầu ông Chính, chủ tịch làm rõ trách nhiệm đến từng cá nhân. Tuy nhiên đến nay, dù bị kỷ luật nhiều lần nhưng ông Hưng vẫn thần tốc lên chức quan to. Để vừa lòng xếp Hùng trong chuyến tàu vét hoàng hôn nhiệm kỳ trước Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, thông qua các doanh nghiệp sân sau là hậu phương vững chắc, Võ Văn Hưng đã lại quả cho ông Hùng hàng 3 triệu đô la nhằm cảm ơn vụ lấy phiếu tín nhiệm cơ cấu cho chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh ủy, Ban Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa tới nhiệm kỳ 2020-2025. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện cái chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.